Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bắp chuối, rồi người ta còn gọi là hoa chuối, mình chiên giòn. Hôm nay sáng mình đi ra vườn, mình thấy được một cái bắp chuối rất là ngon như thế này. Bây giờ ta sẽ lột ra, ta lấy cái phần lõi ở trong cái phần non á, mình sẽ chiên lên, mình sắt ra và mình chiên. Nguyên liệu mình gồm có là một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê hạt nêm và một muỗng cà phê tiêu xay, vài củ hành tím là mình để vô, và mình có mấy giấy chanh là mình nặn vô cái thau nước mình đã chuẩn bị như thế này, rằng mình ngâm bắp chuối mình nặn vào, và một muỗng bơ. Không thể thiếu đó là một gói bột chiên giòn để mình nhúng cái bắp chuối của mình vào. Khi làm xong mình có thể ăn với nước mắm chua ngọt hoặc là mình ăn với tương ớt. Tùy theo mình khẩu vị mình thích chấm như thế nào thì mình sẽ ăn như thế đấy nha. Bây giờ mình sẽ đi là cắt bắp chuối ra cho các bạn xem. Bắp chuối ta sẽ cắt ra, ta sẽ bỏ cái lớp ở ngoài. Ta bỏ ở ngoài, cái vỏ ngoài, mình sẽ lấy cái lõi ở trong thôi. Cái này nè mấy bạn có thể sử dụng lại, mấy bạn làm cá cơm mình chiên giòn cũng được nè, mình sử dụng lại. Còn mình bây giờ thì mình làm món, mình chỉ lấy cái lõi phía trong thôi. Đó, này là mình làm cá cơm chiên giòn cũng rất là ngon. Mình lột đi một lớp nữa đi cho nó, khi mình chiên nó ngon, nó không có được cái độ già của cái bắp chuối á. Bây giờ mình sẽ bắt đầu, mình sẽ cắt. Trước tiên mình sẽ đi cắt cái chanh mà mình nặn vào nước, mình cho cái bắp chuối mình nó không có bị đen. Mình cho chanh vào nữa. Mình nặn cho hai trái chanh. Mình sẽ cắt bắp chuối ra. Sẽ bỏ cái củi phía trong như thế này. Và sắn nhuyễn ra rồi mình sẽ như thế này, chút xíu mình sẽ trộn vào bột, mình sẽ chiên. Sắn nhuyễn như thế này mình bỏ vào nước, đừng cho nó đừng có bị đen. Mình xắt nó ra như thế này và mình để vô ngâm nước, nước chanh này cho nó không có bị đen. Cứ thế mình xắt hết cái bắp chuối nha. Chuối sau khi mình đã xắt xong rồi như thế này nè, bây giờ mình sẽ đi rửa và mình cho nó ráo nước, rồi mình trộn vào bột, rồi mình sẽ bắt đầu mình chiên. Mình bỏ, thế mình bỏ chanh vô nó cũng ít đen lại. Bây giờ mình sẽ đi rửa lại sạch lại với nước lạnh, đặng cho nó cái mũ này nó sẽ trôi ra. Bây giờ mình sẽ đi rửa lại. Giờ bà ta bắt đầu, ta sẽ pha bột. Ta chuẩn bị một bột bột như thế này là 150g bột. Và mình sẽ pha thêm 150ml nước vào, nhưng mà mình đổ nước từ từ coi cái bột nó như thế nào đi. Hay mình hả quậy lên cho nó vừa, cũng không loãng mà cũng không đặc. Miễn loãng quá thì mình chiên nó giống như nó bị nhão vậy đó. Mình sẽ cho bơ này vào, một muỗng bơ. Mình chuẩn bị 150ml nước, mình sẽ cho vào đây chút xíu rồi mình sẽ quậy lên. Tiếp theo là ta cho cái máy gia vị vào, mình cho một muỗng cà phê hạt nêm vào,
một muỗng tiêu xay, một muỗng cà phê tường và củ hành tím mình để vào cho nó thơm và nó tạo cái độ ngọt khi mình chiên cái bắp chuối của mình á, nó ngon. Bây giờ mình sẽ quậy lên cho gia vị nó thấm vào bột này kia, rồi mình bỏ bột chuối vô mình sẽ chiên. Mình chiên mình có để gục bơ vô á, khi mình chiên cái bắp chuối của mình nó sẽ được thơm, thơm mùi bơ cho nó hấp dẫn, cay cay của vị tiêu và ngọt của hành tím. Không có gì hết, bây giờ ta sẽ bỏ bắp chuối vào. Giờ mình quay bột như thế này rồi, mình sẽ bỏ bắp chuối vào, mình trộn đều lên rồi bắt đầu mình sẽ đem chiên. Ở cái tô bây giờ mình đã làm xong rồi, cái nguyên liệu nó thấm vô, cái gia vị nó thấm vô bắp chuối của mình á, giờ mình bắt đầu mình bắt cái chảo lên, mình sẽ múc rồi mình sẽ chiên như thế này, múc từ muỗng rồi mình sẽ chiên lên rất là thơm, giống như mình chả cá vậy đó. Món này dễ ăn, ăn chay cũng được mà ăn mặn cũng được hết. Bây giờ mình sẽ bắt cái chảo nóng lên mình sẽ chiên. Ta bắt một cái chảo rồi ta cho dầu vào, mình chọn mình chiên cái bắp chuối của mình. Thứ dầu nóng chưa, mình sẽ bỏ bắp chuối và mình sẽ chiên. Dầu bắt đầu nóng rồi, ta sẽ cho cái bắp chuối của mình như thế này mình vào mình sẽ chiên. Mình sẽ chiên từ muỗng từ muỗng. Chiên rồi bắt đầu nó đã vàng như thế này, chút xíu mình đã vàng đó, mình sẽ đảo qua. Chiên lên rất là thơm, có mùi bơ này kia. Món này mình cũng mang kèm với nước mắm chua ngọt hoặc là tương ớt, tương xí muội. Và ăn kèm với rau sống rất là ngon luôn các bạn. Có thể mấy bạn cắt ra rồi mấy bạn ăn chung với bún cũng được nữa. Nó vàng đều lên rồi, nó rất là thơm luôn. Đây là dĩa bắp chuối của mình đã sau khi đã chiên xong rồi, mình ăn kèm với nước mắm chua ngọt và rau sống rất là ngon. Cái miếng chuối của mình sau khi chiên nó rất là giòn, nó giống như mình miếng chả như thế này. Đấy, đây là miếng chả rồi mình chiên lên mình nó rất là ngon. Các bạn đã xem video mình cho món bắp chuối chiên giòn còn gọi là hoa chuối.
các bạn. Hẹn các bạn lại video sau nha. Thân ái chào các bạn.